Xin chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu máy cưa xích Cinderway E300F. Thì hàng này là hàng của Nhật nhé. Sử dụng bình xăng chế tự động, sử dụng ốp lam 2 chân ốc. Đó, xi lanh thì 36 ly. Thì dòng này thích hợp cắt nhà vườn thôi nha. Chỉ thích hợp cắt nhà vườn thôi nhé. Đó, cắt trong gia đình. Thì nói chung máy còn đẹp à, xuất sắc. Em quay chi tiết cho mọi người xem. Sử dụng ốp lam này, 2 chân ốc. Còn đời E300 bình thường nó chỉ có 1 chân thôi nha mọi người. Đời này cao cấp hơn, 2 chân. Đó. Số xe rồi thì em nó đây ha. 1050389. Mắc in Japan. Anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901, hoặc liên hệ trực tiếp qua Zalo nhé. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo nha. Thì quý khách hàng nào mua thì chốt cọc cho em nhé. Giá của em này là trên 2 triệu một chút nha. Giá thành rất là hợp lý. Một con máy cưa nòng đứng. Đó, hãng Cinderway. Xài gia đình là ok lắm rồi. À, giờ em sẽ vào vấn đề nổ nhé. Trường hợp để lò cái xăng, mọi người đây có công tắc này, đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt. Còn đây là cái cần e, gạt ra là đóng e. Trường hợp để lò cái xăng, đẩy nó ra bên như vậy, rồi khi giật nó ho lên một tiếng, đẩy vô là xài bình thường. Đó, thì cái này em đã khởi động sẵn rồi, giờ em sẽ nổ ha. Máy cực kỳ dễ nổ. Anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé.